Nhà Phương không biết phim 1990 giờ lịch chiếu, bị đạo diễn ám chỉ thiếu chuyên nghiệp. Mới đây, dân mạng đã vô cùng bất ngờ trước thông tin bộ phim 1990, đứa con cưng của Nhất Trương bị giờ lịch chiếu dù đã mở đặt vé sớm. Ngay sau đó, vị đạo diễn này tiếp tục đăng tải một bài đăng giải thích lý do bộ phim của mình bị hoãn chiếu, nguyên nhân là đến từ một nữ diễn viên chính trong phim. Anh chia sẻ một bài viết dài để trải lòng tâm sự về câu chuyện của bản thân với cô A, một ngôi sao nổi tiếng đã làm việc cùng mình. Người này được cho rằng không biết cách cư xử và sống thiếu trách nhiệm. Nếu chuyện này bị phanh phui, thậm chí tiền tài và danh tiếng cũng bị ảnh hưởng lớn. Sau đó, đạo diễn 1990 tiếp tục lên tiếng làm rõ nghi vấn của khán giả. Trong đó anh hé mở nhiều vấn đề liên quan đến thái độ của cô A. Đạo diễn chạnh lòng khi nhìn Lật Mặt và Bố Già có thể truyền thông và đi cine tour cùng nhau. Bản thân anh cũng từng làm nhiều bộ phim mà cả ekip thể hiện sự chiến đấu như vậy, còn 1990 thì không. Đạo diễn cho biết, có, nhưng chỉ với hai diễn viên chính, các anh chị và các bạn diễn viên khác, còn bạn diễn viên chính còn lại thì không và không thể chấp nhận. Thậm chí, cô A đã không đăng bài quảng bá, poster, trailer và OST. Tất cả những gì hiếm hoi mà cô này đăng đều phải năn nỉ ý ôi và đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ekip. Đạo diễn 1990 tiếp tục, có diễn viên chính nào không cho lịch premiere Hà Nội, premiere trong Sài Gòn thì báo chị đến tham dự lúc 19:45 rồi đi. Có diễn viên chính nào báo lịch cine tour từ sớm mà cho lịch có một ngày duy nhất. Một ngày làm sao đi, đi rạp nào, không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu fan, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh, dù tất cả những điều này có trong hợp đồng và đã báo từ trước. Trong suốt quá trình bấm máy, cô A làm đủ chiêu trò và đạo diễn cũng đành im lặng vì nghĩ cho việc cô này là ngôi sao phải giữ cảm xúc đi diễn xuất. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã xong nhưng cô A vẫn gây khó dễ thì quá thật không thể chấp nhận. Những năng lực tích cực mà đạo diễn thể hiện ra ngoài cũng không đủ để hóa giải sự tiêu cực của cô. Đáng chú ý, không chỉ 1990 mà tất cả các dự án còn lại mà cô A tham gia đều đầy tiêu cực, drama và hành các đạo diễn, nhà sản xuất lên bờ xuống ruộng. Lời nhắn nhủ cuối cùng cũng như việc hé mở thêm tình tiết, cô A được nghi vấn là ai được giải đáp. 1990 em diễn tốt mà, ai xem cũng khen phân đoạn hai vợ chồng cãi nhau, chúng ta đã thức hai đêm cho phân đoạn đó. Thêm vào đó, đạo diễn Nhất Trung còn bức xúc chia sẻ thêm, sự lựa chọn nằm ở chúng ta, nếu đã đi chung đường thì chúng ta nên là bạn đồng hành. Bạn đồng hành là phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng vì một mục đích tốt đẹp. Không có nhau không sao cả, em có con đường của mình và tôi có lối đi của tôi. Nhưng đã là bạn đồng hành thì xin cư xử tử tế và sống có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Tin tôi đi, luật nhân quả đến nhanh lắm. Ông bà mình có câu, có đức mặc sức mà ăn. Với cách sống hiện giờ, không gì chắc chắn ngày mai của em còn trải đầy danh tiếng và tiền bạc để em sống như ngày hôm nay đâu nhé. Trân trọng những gì đang có đi em. Sau lời chia sẻ đầy ân ý của anh, mọi người liền ríu gọi ba nữ diễn viên chính của phim là Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và Nhã Phương. Tuy nhiên mới đây, đạo diễn Nhất Trung đã loại trừ hai trong ba nữ chính của mình. Theo những tình tiết mà nam đạo diễn chỉ ra, như không đăng poster, trailer, nhạc phim, nhiều người đồn đoán rằng anh đang chỉ đích danh người đó chính là Nhã Phương. Vì cả Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X đều chia sẻ trailer cũng như lịch công chiếu và thông tin giờ lịch chiếu phim lại, riêng Nhã Phương vẫn không đăng tải gì cả. Đáp lại tin đồn, phía Nhã Phương cho biết, vì bận rộn với công việc gia đình, nữ diễn viên đã không biết bộ phim 1990 bị hoãn lịch chiếu và hiện tại cô đã sắp xếp lại lịch trình và liên hệ với phía nhà sản xuất để bắt đầu lại công cuộc quảng bá. Dù đã lên tiếng giải thích, thế nhưng Nhã Phương vẫn nhận về nhiều sự chỉ trích từ netizen. Thôi dừng lại ở đây được rồi, đi xem Lật Mặt rồi, chờ đợi phim của Victor Vũ chứ tẩy chay luôn cái phim này. Diễn viên chính của phim mà không chủ động nhìn ngó xem lịch chiếu của phim ra sao thì đấy có phải là vô trách nhiệm, thiếu sự chuyên nghiệp không nhỉ? Chắc ở nhà chị không lên mạng nên không biết 7749 trang mạng đăng tin về phim của mình đóng. Cô công ty với Diễm My, sao Diễm My biết, còn cô kêu không biết vậy, chắc bận trong con với PR phim khác à. Nhã Phương gần đây liên tục bị chỉ trích vì được cho có thái độ không hòa nhã, còn dính nghi vấn mắc bệnh ngôi sao. Trước đó, Nhã Phương từng đến trợ họp báo ra mắt phim song song 2 tiếng đồng hồ. Sau những lần bị chỉ trích về thái độ kém chuyên nghiệp, Nhã Phương cũng mất điểm ít nhiều trong lòng khán giả. Hiện nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng trước lời tố của đạo diễn Nhất Trung.